Rồi về thôi anh em ơi, bãi dọn sạch sẽ nha. 0108 cho tao mở địa bản đồ đi. Điện thoại. Nay đi ra cần gì bản đồ? Rồi Tuấn Anh quay đầu lên đi Hưng, Không quay xuống giùm con cái không? lên đây, lên 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 Thôi quay đi. Lên nhà đi, hồn ngay nữa mẹ. Giờ sao mà lên? Nhanh đi, đổ thì dựng xe gì đâu mà. Thể hiện cái độ tí mây về gió hả? Chưa, cho 500 năm nữa nếu mà được chứ. Con vừa đi liên hành tinh được rồi. Hỏi là được rồi. Quay phim, đi trước đi Tuấn Anh ơi. Đi trước anh ơi. Anh ơi, để tùng nó bắt ngã nửa dọc đời nè. Đi đi, tao quay phim mà. Đi cầu cầu trước đẹp rồi. Chơi vậy á. Lên trước lên Ba Thái ơi. Mình đi đường khó hơn. Nhanh luôn, rút luôn. Chết lâu. Phải lôi cả chị. Chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên. Đi
tao mở đường mà. Nghĩ cho nó chạy xuống dưỡng trình đừng đỉnh nó chứ. Không, thôi quay lại tao cái ơi. Chỗ đó, vòng qua đó đó, ngang chó á. Đúng rồi. Lên luôn, lên luôn. Cái xe nặng đâu có trớn kìa. Đúng rồi, qua luôn. Luôn luôn con cầu ơi. Ghét không? Có ghét không? Vậy là xe này muốn được hai lớp mới đi vô vậy được không? Ừ. Tại bạn nó kêu sedan vô được thì mình nghĩ là mấy cái chiếc sedan 4 chỗ nó đi bình thường thì mấy xe máy mình bào vô tư. Mà rõ ràng là vô tư mà. Đúng rồi, tại vì nó chiếc xe của mình nó bị bắp quá thôi. Nhưng mà tại cái đường đúng không? Hoặc là do cái tay lái nó thế. Ok bạn, mình ghi nhận. Mình ghi nhận với bạn hơn nha. Đây là đoạn đường xấu nhất trong toàn bộ đoạn đường đi vô Masada. Khả năng sử dụng đó, đi thẳng đi vô. Mày đi cũng gần đây luôn hả? Thang Dũng là đi qua Thành An rồi tới Thang Dũng. Là hết cái xã Thành.